Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình TV Shopping. Xin chào anh Âu Việt. Hãy cùng cho khán giả biết là hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả sản phẩm gì nào. Vâng, chị Trang thân mến, quý vị thân mến, hầu hết chúng ta đều biết là tập thể dục đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ giảm cân, tăng cường thể lực cho đến ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, duy trì thói quen này thực sự là thách thức không nhỏ, không chỉ tôi đâu mà tôi nghĩ rất nhiều người cũng như vậy. Và ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị một bí quyết giúp chúng ta có thêm động lực để duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày tại nhà. Đó chính là xe đạp tập Luxport X1 đến từ Luxport Việt Nam. Quý vị thân mến, quý vị biết không, chỉ với một chiếc xe đạp tập có kiểu dáng gọn nhẹ với thiết kế vô cùng sang trọng như thế này thôi, thì ngoài việc duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày ra thì chúng ta còn có được rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và bên cạnh đó thì chúng ta chưa kể đến sự tiện lợi khi mà được tập thể dục tại nhà. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn thì đều có thể vận động luyện tập, nhất là tại thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Chúng ta cũng được khuyến khích duy trì thói quen tập tại nhà để đảm bảo thể lực sức khỏe tốt. Và đó cũng chính là lý do mà chiếc xe đạp tập Luxport X1 của chúng ta đang được rất nhiều người tiêu dùng ưu ái lựa chọn, thưa quý vị. Thưa quý vị, sản phẩm xe đạp tập Luxport X1 sở hữu nhiều tính năng nổi bật. Đầu tiên phải kể đến đó chính là khả năng giúp tăng cơ giảm mỡ cho người dùng nhờ khung xe được làm từ hợp kim thép chắc chắn, chịu tải trọng cao, thiết kế dạng hình tam giác 3 điểm, giúp tác động lên cơ thể người tập ở nhiều bộ phận khác nhau như là vùng mông, vùng eo, vùng bắp tay. Và một điểm độc đáo nữa mà tôi rất ưng ý khi mà sử dụng xe đạp tập Luxport X1 này, đó chính là sản phẩm được sở hữu cấu trúc vòng quay cải tiến và hệ thống hoạt động của động cơ bằng dây Cura, giúp hoạt động cực êm, hạn chế tiếng ồn, giúp bạn thoải mái tập luyện mà không ảnh hưởng đến người xung quanh nữa, chị Trang ạ. Nhìn thì nhỏ gọn như vậy thôi nhưng lại phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng nhờ có chốt kháng lực, có thể điều chỉnh dễ dàng độ nặng nhẹ lực đạp. Ngoài ra thì yên xe và tay cầm có điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thể trạng cũng như là thể hình của từng người. Vì thế mà cả gia đình chúng ta đều có thể sử dụng được sản phẩm này một cách đơn giản, dễ dàng. Quý vị thân mến, đối với chiếc xe đạp này thì cái khung rất chắc chắn. Chính vì thế mà có thể tải trọng được rất là nhiều trọng lượng khác nhau. Và bên cạnh đó thì khi mà tôi di chuyển hoặc là thay đổi các tư thế đạp khác nhau cũng rất là thoải mái. Và có một điểm rất ưng ý ở chiếc máy tập này, đó chính là ở đây có cái chốt kháng lực phía dưới. Ở cái chốt kháng lực này thì chúng ta có thể thay đổi tùy cái lực đạp khác nhau. Dạ vâng. Khi mà chúng ta muốn tập mà bài tập nặng hơn một chút để có thể tăng cơ nhanh hơn cũng như là giúp cho các cái mỡ của chúng ta có thể giảm nhanh hơn, thì quý vị có thể điều chỉnh cái nút kháng lực này để chúng ta có thể có được một cái phần lực nó phù hợp với cả cái thể trạng của quý vị. Và chị Trang thân mến, chỉ một vài phút trải nghiệm trên trường quay TV Shopping thôi mà cơ thể của tôi tỏa ra rất nhiều năng lượng. Và bên cạnh đó thì tôi muốn nói với quý vị rằng là với một sản phẩm vừa nhỏ gọn, vừa tiện lợi như xe đạp tập Luxport X1 này, thì quý vị đừng chần chừ thêm nữa mà hãy đặt hàng ngay tại hotline 1900 0065 hoặc là website luxport.com.vn. Hoặc quý vị có thể tới ngay tới hệ thống cửa hàng của Luxport để trải nghiệm và sở hữu ngay xe đạp tập Luxport này quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những trải nghiệm của anh Âu Việt với sản phẩm xe đạp tập Luxport X1 của chúng ta. Hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý dành cho quý vị trong việc rèn luyện sức khỏe tại nhà. Chương trình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.